Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau là tạo ra những tác phẩm từ các công cụ của camera 8.1 sẽ phối hợp lại với nhau để chúng ta làm thành những cái sản phẩm cụ thể. Chứ những cái bài từ bài 1, bài 10 như các bạn thấy là tôi đã hướng dẫn cho quý vị đó. Lần lượt, lần lượt, lần lượt chúng ta tham khảo những cái công cụ của phần mềm một cách rất là đơn lẻ và làm một cách độc lập. Nhưng bây giờ thì chúng ta sẽ phối hợp chúng lại với nhau để tạo thành một tác phẩm hoàn hảo như cái ảnh trên màn hình bạn thấy nè ảnh này ảnh, ảnh gốc nè thì nó bị một số cái khuyết điểm chúng ta dùng camera chúng ta tẩy nó chúng ta sửa nó rồi chúng ta chỉnh lại chúng ta thay hết những cái 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 mảng màu, văn thứ được cuối cùng nó ra được như vậy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện cái công việc này. Thật ra nó không khó nó chỉ có vài bước đơn giản thôi vị Đây như vị thấy từ đây mà ra đây nó cũng có nhiều cái để thao tác lắm bây giờ chúng ta sẽ mở cái hình này lên nha bây giờ trước khi làm chúng ta sẽ nhận xét như thế này cái hình này chụp á nó bị dư sáng một chút bạn hãy coi thử chỗ này nè ở đây là nó khái niệm là đây là dư sáng nè bị dư một chút nha thứ hai đó là bắt rau của nó đó nó phải làm cho đen là mới đẹp chứ nó bị những bách rau này nó phá quá làm cho cái người xem á cảm giác là nó khó chịu và thứ ba mình thấy nè này, này giống như là lấy cái cây để chặn cái tà áo như thế này nếu để kỳ thứ tư là chúng ta sẽ cắt cúp lại cho cái đường nó thẳng lại nè rồi chúng ta sẽ chỉnh màu lại vân nhiều thao tác thì giờ lần lượt chúng ta phối hợp nha bước đầu tiên là tôi sẽ chỉnh lại bằng cách tôi dùng công cụ này tôi drop tôi chỉnh tôi kéo nè tôi vẽ theo đường chân trời này thì cái hình ta nó sẽ thẳng lại rồi bước thứ nhất đã xong tôi dùng công cụ này ha bước thứ hai là tôi sẽ chỉnh cho cái hình đó nó ở lại bằng cách là cái này nó dư sáng rồi chúng dùng, dùng cái highlight để kéo xuống hết rồi cứu lại cho nó bớt đi bớt dư sáng đi nha rồi tiếp theo con chat nè ha tôi kéo cho nó đen lên đây một tí đen cái nền chút hãy tôi kéo giảm cái phần exposure cái độ phơi sáng là chút xíu rồi tới đây mình thấy nó đỡ hơn nhiều rồi bây giờ chúng ta sẽ chỉnh tiếp phần còn, còn lại là phần quay mảng sáng nè là ta dìm bớt lại cái phần quay xuống một tí cho nó nó bớt cháy đi lách này chúng ta sẽ chỉnh cho nó xuống tí nữa luôn cho nó hình nãy dư cho phải chỉnh như thế này clarity mình sẽ kéo lên chút cho nó nổi lên rồi saturation sinh giảm xuống chút xíu vai bên tăng lên chút cho màu nó được hơn bạn thấy là chúng ta đã phối hợp cái bản là cái bảng uh, của thằng à, uh, basic nó đã chỉnh được nhiều thứ rồi cái kéo này giảm bớt cái màu màu cam xuống cho nó trắng hồng nó trắng hồng rồi bây giờ chúng ta sẽ qua tiếp với công cụ tiếp theo là dùng cái công cụ này. Công cụ này là phối hợp của của thằng đường cong nè, khớp nè, rồi của hơi uh, saturation luôn nè, của luminan nè, của saturation luôn, mình lấy hết cái này. Chấm đây mình sẽ chỉnh nha. Rồi mình chỉnh lần lượt các bạn coi nè. Chúng ta kéo cái này xuống tí nè. Cho nó đen này lần chút. Rồi. Đen cái nền này một chút rồi nha. Rồi bây giờ mình sẽ chỉnh tới chỗ này nè đen lại chút luôn quý vị mà cho bớt lại chút xíu nhưng mà cái lương mặt á ta cho sáng chút rồi bây giờ chúng ta đã chỉnh nè chỉnh phần huê những cái sắc màu á ta sẽ giảm bớt màu xanh đi bỏ cho nó mất màu luôn mất màu xanh nha rồi ta cho cái màu huê này cho nó cho nó qua cánh sen nhìn nó nó, nó đẹp hơn rồi saturation giảm cho nó lên tí xíu giảm này xuống một chút rồi phần luminance cho nó sáng hơn rồi, tối hơn chút xíu nè chỗ này gương mặt cho sáng hơn một chút cho này đục lên chút xíu đó chúng ta chỉnh từng cái một tiếp theo là chúng ta sẽ lấy cái phần này nha lấy cái phần này chúng ta chỉnh bên ngoài cho nó đen chút lấy phần trong thôi đây bạn hãy xem. Tôi cho phía trong này nó nó sáng, phía ngoài nó hơi tối một chút. Đây, bạn hãy xem tôi kéo cái này xuống nè. Cho bên ngoài nó tối hơn chút. Rồi. À, bây giờ mình sẽ dùng cái công cụ này. Công cụ này là công cụ để mà chỉnh từng vùng. Bây giờ mình thấy bên ngoài nè, nó bị những cái lát cái lá bạc này nè tấm bạc này ta cho nó đen luôn ta cho nó dìm hết mấy cái này xuống nha nó bị làm cái tầm nhìn ra nó khó chịu lắm như cái này cũng vậy nè dìm bớt mấy cái này xuống này dìm bớt xuống này khoan từ này tính sao ta dìm bớt cái này xuống luôn Đồng thời chúng ta sẽ chỉnh cho nó sáng hơn bằng cách là chọn new cho cái exposure nó sáng hơn chút để nó chỉnh cái phần tóc. Riêng tối đó những cái đường ven của tóc nó cho nổi lên. Đó, cho nổi lên đường ven của tóc hơn. chỗ nào cần sáng sáng nào tối tối nha nó sẽ nổi hơn rồi bây giờ bước tiếp theo là chúng ta sẽ dùng công cụ này để chúng ta chúng ta clone tem bớt mấy chỗ này đi này nó nó bớt đi những cái chỗ này nó làm cho cái nhìn nó khó chịu lắm đây cũng vậy vậy rồi cái mảng này cũng thế nè rồi mình thấy nó đỡ hơn nhiều rồi. rồi bây giờ chúng ta sẽ cho cái công cụ là effect effect này nha chúng ta kéo chỗ này nè cho nó tối bốn góc lại và kéo cái miss boy này vô một chút nó tối là bốn góc rồi chúng ta rớt cảnh lại một chút rớt thêm một tí nữa lấy ngang chỗ này thôi nhìn nó đỡ hơn nhiều. Rồi bước tiếp theo là chúng ta dùng cái công cụ này, chúng ta cho nó sáng chút xíu, chúng ta tô lên trên cái vùng mặt của của nhân vật đây ha. Đó nhân này cần sáng hơn chút xíu nào các bạn. Rồi riêng những chỗ này chúng ta cho tối lần chút cái cánh tay nè, nó hơi bị trái quá nhìn nó bị mất chi tiết. Đây cũng vậy ha cho nó cho nó có còn chi tiết chút này cho bớt lại tí xíu nha đây. sau đó chúng ta sẽ chỉnh chỗ này một chút xíu nữa có những số các bụng nhỏ nhỏ nè chấm đây Đây. Rồi chúng ta tăng độ nét của hình lên. Dùng công cụ này. Rồi. Đó, như bạn thấy chỉ có vài thao tác thôi thì cái hình nó đã hơn nhiều rồi. Bây giờ chúng ta chỉnh màu thêm tí bằng cái công cụ là đây bằng công cụ là camera nè mình kéo qua thêm tí nè cho nó bớt đi cái sắc vàng tí còn cho nó ảnh hồng một xíu nha cam Đó. Đây, cho nó bớt lại tí cho cái nó hơi vàng hồng tí sắc màu nó dễ chịu hơn rồi tôi qua phần phần là tone in, ha mình đã cho cái bên ngoài này. phía ngoài đen phần đen á cho nó hơi xanh tí mình lên đây cho nó xanh chút xíu hơi âm âm cái xanh tí nhìn nó đẹp hơn hơi xanh xanh là nhìn nó hay hơn riêng phần sáng mình cho nó hơi vàng cho nó tí xíu, cho nó hồng tí xíu đi nó có sắc âm âm nhìn nó hay hơn nhiều rồi, như vậy chúng ta đã vừa thực hiện xong cái hình với nhiều cái chiêu phối hợp lại với nhau từ bên các cái công cụ của pr ra. thì bây giờ cái hình này tới đây là được rồi nếu như quý vị muốn kỹ hơn nữa thì người ta có thể bằng cách ta mở bên photoshop nè quý vị ta mở thẳng lên photoshop nha người ta mở lên đây đó người ta có thể làm gì thêm ví dụ trong trường hợp này người ta có thể chỉnh thêm bằng cách là chấm cho nó những chỗ này nè ha nó bị uh, lỗi chút, chúng ta dùng cái công cụ phát này nè người ta chấm chút xíu chỗ này chẳng hạn thì đây là những cái thao tác dụ như làm tiếp tục nữa bằng photoshop rồi thậm chí là chỗ này người ta có thể làm thêm là design cho nó một cái khung Đó, cái viền chẳng hạn đây nha chúng ta sẽ là design cái viền như sau nè 7 nè rồi những lúc đây rồi người ta có thể uh, cho nó cái viền dụ cái viền trắng nè cho canvas size chẳng hạn cho u một nhỏ hơn đi, ví dụ như này uh, cho 0.5 0.5 đó rồi, cho thêm cái viền nữa cho nó ấn tượng, ví dụ đây ví dụ cho 2, 2. Cái màu đen xuống dưới nhé hạn. 2 in, 2 in đó. ví dụ như đây, người ta design như thế này để ra được cái cái, à, cái viền và cái khung thì hình nó sẽ ấn tượng hơn rất là nhiều thì uh, như bạn thấy đó cái cách làm việc với bên uh, photoshop kết hợp với br là như vậy br làm coi như gần xong rồi tất cả là photoshop chỉ có chỉnh chu là một tí hoặc là photoshop làm theo động tác là chẳng hạn như nâng nét thêm cho hình chẳng hạn như trong này photoshop vô đây photoshop làm thêm cái này nữa nè ví dụ như đây đó cho hình nó được nét hơn căng hơn chẳng hạn như vậy nó bạn thấy là nét căng hơn nhiều không? đó là tác dụng của hai cái kết hợp thì đó là cái cách mà tôi đã phối hợp các cái công cụ lại với nhau để tạo ra một tác phẩm thì như quý vị thấy khi làm việc với camera thì quý vị phải kết hợp nhiều thứ như vậy mới ra được còn khi hướng dẫn thì hướng dẫn cho quý vị một cách gọi là đơn lẻ các cái công cụ khác nhau thì à, tiếp theo tôi sẽ làm cho quý vị thêm một cái bài nữa là photoshop sẽ kết hợp với br thông qua một cái hiệu ứng bởi vì hiệu ứng của camera Raw nó cũng nằm trong cái photoshop cc đó là một số bước cải tiến của photoshop cc thì giờ chúng ta sẽ dựng lại đây để chúng ta qua cái bài tiếp theo là chúng ta dùng bộ lọc à, camera Raw trong cái photoshop bộ lọc này nè nó sẽ kết hợp với br như thế nào để tạo ra những tác phẩm có giá trị đó là cách làm mà sau này khi chúng ta nghiên cứu với Photoshop thì chúng ta sẽ hay làm kiểu này